Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con đang ngồi đây để ăn sáng. Em Trích cũng ngồi đây luôn, em Trích đang ngồi ở trên bàn. Anh Sói ăn choco rice nhưng mà thấy mẹ có bánh mì nướng bơ lạc là cũng bon chen, thế là lấy cả cái đĩa đồ ăn sáng của mẹ sang đây ngồi đây. Nào bây giờ con ăn món nào, con chọn món đấy nào. Choco rice or peanut butter and toast, which one? Both. Both? Can mommy have this one please? Cho mẹ cái này nhá. Đây ăn chung, hai mẹ con ăn chung. Em cắn vòng quanh cái miếng bánh mì của mẹ em. Hôm nay mẹ em dùng cốc mới này. Hi hi. Cậu yêu yêu hôm vừa rồi mua ở IKEA này. Còn em Chích chơi. Em Chích chúc Chích chơi. Hello. Hi Chúc Chích. A chúc 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 chúc. A cứ 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 cứ. Yeah. I'm done. Yeah. Bây giờ đi ra ngoài là mẹ em cứ phải mang thêm 2-3 cái yếm này đi cho em nữa. Vì là em cứ thổi bong bóng ấy. Ướt cái này, mẹ em có cái khác để thay. Ba mẹ con em ăn sáng xong thì sẽ đi nhóm chơi thứ hai ngày hôm nay. Ba mẹ con Sói Trích vừa xuống đến nhóm chơi đây. Vẫn đang ở chỗ đậu xe nhưng mà mình nhìn vào thì không thấy có nhóm chơi ngày hôm nay hay sao ấy. Mình phải nhắn tin cho các mẹ xem nào. Thế là còn nhóm chơi không? Ba mẹ con đi xuống đây rồi mà chẳng thấy ai cả. Oh, em Trích thì đang buồn ngủ. Đã xuống đến đây rồi và em Sói nhìn thấy cái khuôn viên chơi này em ấy muốn vào chơi ý. Nên là thôi, không có nhóm chơi, mình để cho Sói vào đây chơi vậy. Ba mẹ con sẽ ngồi đây chơi một lúc, nhắn tin xem có mẹ nào muốn ra đây chơi không. Thì ra đây chơi với ba mẹ con nhà Sói Trích. Em Trích chơi. Joey. Chắc là do hôm thứ sáu ba mẹ con mình không đi nên là không biết được lịch. Hôm nay hình như là mọi người không có nhóm chơi. Mà nếu mà không có nhóm chơi thì chỉ có lý do đấy là school holiday, là ngày nghỉ ở trường ấy. Khi mà các trường có ngày nghỉ thì là nhóm chơi không diễn ra. Bởi vì là cô phụ trách nhóm chơi, cô còn phải dành thời gian cho các con cô ấy nữa. Các con cô ấy được nghỉ học. Em Trích là buồn ngủ lắm rồi. Mẹ chuông cho anh Sói mình chơi một tí nhá. Hôm nay là ngày chơi của anh Sói mà nha. Hôm nay mẹ em để cho em Trích nằm theo cái chiều này luôn, vì là khi mà cất xe đẩy vào trong xe là mình cũng phải để theo chiều này ấy. Hay em Tuti nhá, anh Sói đâu rồi? Anh Sói kia. Wow, một cái công viên luôn con nhá. Go Rafi, go. Đây Tuti của con đây. Đây, con Tuti cái ti giả để đi xem nào. Em buồn ngủ quá rồi mà. Mẹ yêu. Hai mẹ cho em Tuti nhá. Mẹ em cho em ti một tí vậy. Hai chân thẳng dư ra. Thẳng dư ra. Anh Sói xuống đi. Go Rafi go. Come on. Go. Sói cứ hỏi mãi Hunter đâu. Bạn Hunter không ở đây con ạ. Rồi mẹ cho Trích ti nào. Ok. Em Trích đã ngủ rồi. Em ngủ rồi thì bây giờ mẹ có thời gian để chơi với anh Sói nào. Rafi, would you like to jump on this? Jump on. Nhảy lên mẹ đẩy cho. Ok, sit nice, hold tight. 1, 2, 3, ready. Sit down. Con ngồi xuống. Ngồi vào chính giữa. Yeah, nhà mình mà có cái này nhá. Cả nhà nằm lên đây được. Yeah. Ui. Chích cả. Chích chê nhở. Em ngủ rồi thì bây giờ mẹ là tất cả của em. Mẹ là tất cả của Sói. Is that nice? Yeah.
này là ngay cạnh cái đường cao tốc ấy, ở ngoài kia. Thành ra là rất ồn ào. Xe cộ chạy rất là ồn ào. Qua cái tường kia thôi là ranh giới giữa bên này và đường cao tốc. Yeah, big cloud. Em sao nói big cloud? Sao nhìn trên trời thấy đám mây to, sao bảo big cloud. Đám mây to, đúng rồi, hôm nay nhiều mây chứ nhở. Big cloud. What else? Vừa nãy có hai chị vào đây chơi. Hai chị có em chó tên là Roxy. Em sao cũng ra nói chuyện, cũng giới thiệu, cũng làm quen hai chị ý con nhở. Hai chị bảo tóc em xinh thế, tóc em đẹp trai chê. Em sói chứ. Hai chị bảo your hair's really nice, you look handsome. Em sói bảo yes. Tự nhận quá con ạ. Yeah. Where's the doggy? Em chó đâu? Where's the doggy? Doggy gone? Oh no. Ông bà nội sói Trích đang bảo là Noel năm nay sẽ tặng cho em sói với em Trích cái một cái trampoline để cho các em ấy chơi đằng sau vườn ấy. Cái trampoline mà nhảy như ở bên nhà Oliver với Chloe ý. Mình nghe như thế mình bảo thôi ạ. Thế là bà nội bảo chứ sao lại thôi, sói thích thế còn gì, hôm vừa rồi sang bên nhà bác James cứ nhảy mãi. Nhưng mà ý định của mình ấy là cái khuôn viên đằng sau cái góc của nhà sói Trích đấy, mình muốn làm thành hẳn một cái chỗ có cái trèo lên, có cầu tun, có xích đu để cho các em ấy chơi được nhiều thứ hơn ý. Là đặt cái vòng tròn trampoline ở đấy thì nó kiểu chỉ để nhảy thôi, chứ nó không có nhiều chỗ để kiểu trèo lên trèo xuống khám phá này nọ. Và năm nay sinh nhật của em sói thì ba mẹ sói Trích sẽ mua cho em một cái xe đạp không có bàn đạp ấy, xe đạp thăng bằng để cho em ấy đi. Và có một cái loại xe đạp mà mình có một cái thương hiệu mà mình đã xem từ năm ngoái rồi và rất là thích, nhưng mà nó khá đắt, nên là ba mẹ sói Trích dành đến năm nay để mua cho em sói, vì cái hãng đấy nó rất là tốt. Thì khi nào mà mình mua hay là mình đi xem xét, mình lại vlog để chia sẻ với các bạn nhá. You wanna get down? Mẹ đẩy em một lúc, mẹ mỏi tay quá vì cái này nó cũng nặng mà. Would you like to get down? Yeah? Okay. Come on, ma. Woohoo! Bây giờ con trèo đi. Con trèo lên trên này. Come on, come here, Rafa. Em sói bây giờ trèo được hết những cái leo trèo ở đây rồi. Come on. You wanna come up here? Up here? Go! Up here, mama, look. Mama gonna go up. Blue, 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 blue. Blue, blue, blue. Up, 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 up. Con lên đi. Đúng rồi, up, up, up. Sói muốn mẹ đi lên. Mommy, get up. Mommy, get up. Come on, up, up, up. Go on a slide. Woohoo! Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh mẹ xem nào. Mẹ đứng ở dưới mẹ đợi. Mommy waiting for you over here. Rafi. Con ơi, đây mẹ đợi con ở dưới này. Rafi. Rafi. Au. Au. Over here. Em lại xuống ở đường này. Mama here. Oh. Come on then. Over here. Con xuống đi, con tuôn xuống đi. Go, 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 go. Lại trèo lên. Mẹ không chơi vào đấy được. Raphael. Wow. Come on. Yay. Nào xuống đây với mẹ nào. Yay, there you go. Hello, boy. Hello, monkey.
Lại lên à con? Go on the other one, go on the other one. Hello. Hello, 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 hello. Hello. Raphael. Over this one. Đây cái này con. Thằng đây. Hello. Hello. Come on then. Đi xuống cái này. Rồi ôi cứ chui sang cái kia. Sỏi hầm. Rafi. Raphael. Woohoo. How about no yucky. Dirty. Con ơi cái cốc bẩn đấy. Đấy, đấy. Cứ vớ được cái hộp, cái cốc gì là bắt đầu. Chơi như kiểu chơi về cát ấy. Raffi, should we go on this one? Mommy, go on this one now. Hey. Mẹ đi lên đây này. Bye, bye Raffi. Bye bye. Yucky. Mẹ đi lên đây này. Da 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 da. Raphael, come on. Come on then. Go, 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 go. Can you chuck the cup away, please? The cup away, away. Đúng rồi, vứt đi. Nào trèo lên. Rồi, con đi đi. Con đi qua cầu này mẹ xem nào. Cầu rung rinh nào. Cầu rung rinh, cầu rung rinh, cầu rung, go. Dập mông, dập mông. Mommy, mommy turn, hey. Mommy turn. Nào, bây giờ đến lượt mẹ. Lui ra nào. One, two. Again, again. Go, go, go. Không, không, lại quay trở lại với cái cốc. Con vứt om đi. Mọi người vào đây chơi, mọi người ăn uống xong rồi là vứt đồ. Chắc là chỉ có trẻ con thôi. Vứt cốc, vứt rác ở đây này. Mẹ em phải để gọn vào một chỗ. Đấy này. Cốc rác này chỉ có trẻ con thôi. Mà xung quanh đây thì không có cái thùng rác nào ngoài này cả. Ô, xe của mẹ em vẫn mở cửa. Ô, mình phải ra đóng cửa xe lại đã. Anh Sáu chơi chán rồi, bây giờ tự ngồi vào xe đẩy. Con muốn cài đai an toàn vào à? Hả? Should we go? Đi nhá. Em biết đấy, em biết là ngồi vào đâu, ngồi vào xe là phải cài dây an toàn. Đấy. Tự bỏ dép ra chứ. Tự bỏ dép ra. Cho vào xe này. Do you need mommy help? Từ đây ra xe không phải cài con ạ. Đi về nhá. Should we go home now? Should we go now? No. No, chưa cài xong thì chưa đi được ạ. Có cần mẹ giúp không? Do you need mommy help? That's it. Well done. Hì hụi, hì hụi. Đi đi, ba mẹ con em đi về nhà đây. Em Sò đang xem tivi ở ngoài phòng khách. Ngày mai ba mẹ con sẽ sang bên nhà mẹ Sarah chơi. Thứ tư mình phải đi công chứng một số giấy tờ cho em Trích và ba hai em ý để xin giấy miễn thị thực 5 năm về Việt Nam cho hai ba con Trích. Em Sói thì có rồi, em Sói mình làm từ năm ngoái. Thứ năm ba mẹ con lại đi khu trung tâm mua sắm Robina, hẹn hò với mẹ con nhà Hunter, nhà Sarah. Yes baby. Còn bây giờ thì mẹ em nấu đồ ăn trưa, nồi cơm đặt rồi, cơm chín rồi. Mẹ em sẽ phải gọt dứa để nấu canh thịt dứa chua ngày hôm nay. Dao này. Gọt sẵn luôn hai quả dứa này ra để một ít để nấu canh thịt dứa chua ngày hôm nay. Còn lại thì là để vào ngăn đá để trữ. Bạn nào mà chưa biết về cái món canh thịt dứa chua này thì có thể xem ở vlog cách nấu canh thịt dứa chua mà mình đã chia sẻ trước đây rồi các bạn nhá. Dứa này Em Trích thì ngủ rồi. Em Trích vừa nãy nằm chơi vật lộn với em lợn suốt. Em lợn đã nằm sang góc khác.
Bánh trích thì nằm xoay ngang ra khỏi cũi đây. Xoay ngang trong cũi chứ. Ra khỏi cũi thì em rơi xuống đất mất. Chưa. Đây. Em tu ti xong là em chỉ có nằm như thế là em tự ngủ thôi. Em sói làm gì đây? Rafi, Rafael, what are you doing? What are you doing? What would you like? Con đợi đi, mẹ nấu đồ ăn trưa xong thì ăn trưa. Come on, come out, please. Please. Ra đây. Yeah. Con ra xem phim một hình đi để mẹ nấu đồ ăn trưa. What? That's right. Ah, 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 no, no touching, no touching. Please. Con muốn xem TV không? Hay mẹ tắt đi nhá. Can mommy turn the TV off? Thế đi ra ngoài ngồi xem để mẹ còn nấu nướng nào. 12 giờ kém 15 rồi. Mẹ em nấu nướng đây. Canh đã chín rồi. Hai mẹ con sói sẽ ngồi ăn trưa đây. Rafi, lunch. Bây giờ hai mẹ con sẽ ngồi ăn trưa này. Mình vừa chụp ảnh cái vườn đằng sau, cái chỗ mà mình phơi quần áo ấy. Chụp ảnh cái vườn đấy rồi đăng lên trang mạng của khu này này. Hỏi mọi người là có ai muốn lấy những cái cây đấy không thì đến lấy miễn phí ở nhà sói Trích. Thì có một vài người đã nhắn tin hỏi chiều nay có đến xem và lấy cây được không. Hy vọng là người ta sẽ đến và lấy tất cả những cái đống cây đấy đi để mình bắt đầu dọn dẹp và làm lại cái vườn phía đằng sau đấy, trồng cây khác một loại thôi. Mẹ con sói ăn cơm đây. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều nhé. Em là Trích Thối đây. Em đã tắm rồi. Em tư ti rồi. Đó. Bây giờ em sẽ vật nhau với em lợn một tí. Rồi là em tự ngủ đây. Anh sói thì đang tắm ở trong bồn tắm. Cái nước tắm sái của em Trích. Ăn cơm trưa xong là mẹ em bận bịu quá. Mọi người nhắn tin đến để xem vườn, xem cây với lại xem gạch để mọi người mua và mọi người lấy. Nên là em dậy cái là mẹ em tắm cho em luôn. Nè, để chiều muộn thì có người đến lấy cây mẹ em còn phải trông nữa. Con đánh nhau với em lợn đi. Vật vã một lúc đi. Chưa thấy nhũ. Nè. Cười cái gì mà hớn hở đấy. Phải ra cả tiếng nữa. Cười vậy. Ra cả tiếng nữa. Trích Thối, Trích Thối. Em buồn ngủ đấy. Em buồn ngủ nên là em không. Em nhìn thấy máy quay là em không biết là à bây giờ mình ngủ hay là mình chơi nhỉ. Bây giờ mình ngủ hay là mình chơi nhỉ. Mình vật lộn với em lợn đi. Mình chơi với em lợn đi. Trong nào mình ngủ nhá. Nhá.
Em chơi với em lợn đi nhá. Mẹ ra mẹ tắm cho anh chó nhá, tráng cho anh chó nhá. Ui, lấp ló em Trinh. Lấp ló. Rafi. Raphael. Have you finished? Sói vẫn bảo không, mẹ ơi không. Vẫn đang thích ngồi trong bồn tắm. Bây giờ mình sẽ ra tráng người cho em sói. Sói tắm nước sái của em Trích mà. Sau đấy thì chuẩn bị đồ ăn tối cho em sói ăn tối sớm trước. Để người ta đến người ta nhổ cây với cả người ta lấy gạch ấy, thì mình còn có thời gian để mà đứng đấy trông người ta làm các thứ. Nếu mà ba sói Trích về sớm ấy thì mình sẽ phải gọi ông nội sang để ông nội trông người ta làm các thứ ở ngoài vườn, và mình đi đón ba sói Trích hoặc là nhờ ông nội đi đón ba sói Trích. Em Trích mà ngủ thì chắc chắn là mình bận, mình sẽ nhờ ông nội đi đón ba sói Trích thì đỡ phải cho em Trích vào xe rồi là ba mẹ con lại vác nhau đi ý. Mình cũng sẽ dừng luôn vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích, để nhiều người hơn nữa biết đến kênh của nhà sói Trích và để mẹ sói Trích có được nút bạc của YouTube trong dịp Noel này mọi người nhé. Nhà sói Trích sẽ lại tiếp tục hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye.